vấn đề kiểm soát lý lịch đã ngăn chặn giúp được 300.000 vụ bán súng. Chịp tin mới cái này từ Salt Lake City, tức là tiểu bang Utah. Số người bị chặn không cho mua súng nhờ hệ thống điện toán kiểm soát lý lịch đã lên đến mức kỷ lục là hơn 300.000 hồi năm ngoái, trước khi có sự gia tăng vượt bậc về súng bán ra. Đây là con số theo tổ chức Everytown for Gun Safety cung cấp. Theo con số này thì quý vị biết là cơ quan FBI gần đây đã yêu cầu số vụ bán súng phải được xét kỹ hơn các lý lịch cá nhân do những cái vụ bán súng tăng lên, quý vị nhớ không? Có khoảng 42% số vụ đã được ngăn chặn vì người mua đã từng có những tội phạm hình sự. Đó, tức là 42% trường hợp này này ngăn chặn được, ít nhất là chúng ta thấy nó đỡ hơn, bởi vì những tay này đã từng tội phạm rồi, có hồ sơ rồi, tay đã nhúng chàm, đôi khi nó nghĩ là đằng nào cái đời mình cũng đã vướng vòng tù tội rồi, hồ sơ mình đã dơ rồi, cho nên chính vì thế nó lại thúc đẩy, đôi khi cần nó làm liều nữa. Đó, chúng mình nhớ điều đó, cho nên đây cũng là một chính sách đúng thôi. Đây, cái bản tin này là ngụ ý nói rằng những cái chính sách kiểm soát về lý lịch kỹ hơn chủ cái người mua súng thì nó cũng làm giảm đi những cái vụ bắn súng và có thể xảy ra. Sự gia tăng về số người bị chặn mua súng xảy ra trong lúc Quốc hội đã không thông qua được dự luật chặt chẽ về kiểm soát lý lịch người mua súng, dù rằng phía Dân Chủ và Tổng thống Biden đã hết sức thúc đẩy. Chúng ta cũng hiểu là phía Dân Chủ thì muốn tăng mạnh lên cái chuyện đó, nhưng mà bên Cộng Hòa thì muốn kỹ lưỡng hơn, bởi vì những cái vụ xả súng một cách cầu thả quá gần đây, quý vị thấy không, hầu như tuần nào tháng nào cũng xảy ra một vài vụ. Một dự luật theo đó sẽ xem xét kỹ càng hơn về lý lịch người mua súng hiện đang bị kẹt ở Thượng viện. Hạ viện hồi tháng 3 đã thông qua dự luật đó và đòi hỏi phải xem xét lý lịch những người mua súng, chuyển nhượng súng, kể cả tư nhân, cùng là 10 ngày duyệt xét cho các trường hợp mua súng. Phần lớn các tiểu bang nay chỉ đòi hỏi duyệt xét lý lịch tại những nơi bán súng có giấy phép của chính phủ liên bang. Tuy nhiên, dự luật này khó có sự ủng hộ của phía Cộng Hòa tại Thượng viện. Vào năm 2017, chỉ có 12 người trong tổng số 112.000 người bị từ chối không được mua súng, tức là chỉ khoảng 0.01% bị chính quyền liên bang truy tố, phần lớn là vì không đủ nhân sự để điều tra. Các cuộc nghiên cứu của tổ chức Everytown cho thấy là có 16% người bị từ chối năm 2020 là vì luật tiểu bang như là có án lệnh của tòa không cho giữ súng vì vấn đề an toàn, cũng như là có những người có vấn đề về tâm thần thì sẽ bị ngăn cản không được mua. Có khoảng 12% những người khác thì là do đã từng có hành vi bạo hành trong gia đình. Dù vậy thì hiện có những một số tiểu bang nay muốn bỏ luôn cái việc xét lý lịch cá nhân này khi mua súng, hoặc là cho mang súng ra đường mà không cần có giấy phép, như chúng ta biết đó là trường hợp của Texas. Thì thật ra nó cũng nguy hiểm, nếu mà dễ quá thì chúng ta biết là nó cũng có thể xảy ra những cái vấn đề, những cái vụ xả súng một cách bừa bãi đó, nó sẽ tăng lên và làm cho cái nếp sống chung của dân cư ở khắp nơi sẽ không còn an toàn.